Tập 6. Sư phụ, đã qua 7749 ngày rồi, thời khắc đã tới, mở lò chưa? Đã nhiều ngày trôi qua mà không có động tĩnh gì hết, chắc đã hóa thành tro rồi. Con yêu hầu này rất là mưu mẹo, chi bằng cẩn thận một chút thì hơn. Phải đốt thêm lửa nữa. Này chết chắc rồi. Đúng rồi. Sư phụ, lần này con yêu hầu chắc chắn quá thành tro rồi. Ừ. Tốt. Mở lò. Sư phụ, bên trong không có kim đan, chỉ có một cục đá đen thôi. Không cần phải hốt hoảng. Tên yêu hầu này đã biến thành linh đan rồi, chắc chắn là ở bên trong cục đá kia, để ta đi lấy nó ra mới được. Không biết phép tắc gì cả. Ông già kia, đừng có nung nữa. Ông nung ta xém chết luôn rồi đây nè. Ông thiệt là ông. Con yêu hầu này không biết phép tắc. Đại thanh, cây gậy như ý này cùng với cây đinh ba chính ra của Thiên Mộng Nguyên Soái đều được luyện từ cái lò này ra hết đó. Đại thanh, mau xuống đây đi. Đại thanh à. Lão già, ngươi biết sợ cây gậy của ta rồi hả? Yêu hầu to gan, không biết phép tắc gì hết. Lão già kia, thấy ngươi đã sợ cây gậy của ta như vậy rồi, được rồi. Vậy ngươi mau nói đi, nói cho lão Ngọc Hoàng đó nhanh chóng thu xếp hành lý rồi rời khỏi Thiên Đình. Ngọc Hoàng Đại Đế đã đến lượt lão tôn làm rồi. Trời ơi, còn đa thể thống gì nữa? Còn gì gọi là thể thống nữa chứ? Còn gì gọi là thể thống nữa hả? Còn gì gọi là thể thống nữa hả? Cái lão Ngọc Hoàng này của ông đã nuôi hắn thành loại người gì rồi? Lông của ta đâu rồi? Lông của ta đâu mất hết rồi? Tức chết đi được. Cái tên này đã chạy thoát rồi.
Ngọc Hoàng à, không xong rồi. Con khỉ đó đã thoát khỏi lò luyện đan rồi. Cái gì? Con khỉ đó vẫn còn chưa chết sao? Khải bẩm Ngọc Hoàng, con khỉ đó không những không chết mà nó còn luyện thành công quả nhãn kim tinh. Thật là ngoài dự tính, nằm ngoài dự tính mà. Chẳng lẽ chỗ thiên đình to lớn này lại nhường cho con yêu hầu đó hay sao? Khải bẩm Ngọc Hoàng, thân và Nata sẽ đi ngăn hắn lại trước. Khải bẩm Ngọc Hoàng, chúng thần đã bắt được con yêu hầu đó rồi. Thiên Dương Tam Thái Tử vất vả rồi. Hôm nay Hai Khanh đã lập được công đầu. Đã khiến Ngọc Hoàng phải hoảng sợ, con yêu hầu này cũng không có gì ghê gớm. Làm gì thần thông như người ta nói chứ. Đạo tổ không nên hoảng loạn, con yêu hầu đó cũng chả có gì ghê gớm, làm sao có thể làm đối thủ của bảo tháp ta được. Sao lại có thể đến đây? Có chuyện gì vậy? Sao vậy? Con khỉ muốn thoát ra ngoài sao? Sao lại như vậy được? Phải làm sao đây? Sao lại tài giỏi như vậy chứ? Phụ vương, thiết giáp của người sắp nứt rồi. Các người xem ta có thể lớn lên không hả? Phải làm sao đi? Tìm cách gì đi? Đạo tổ, còn không mau đi mời Phật tổ đến đi. Ngọc Hoàng, người hãy mau mời Tây Thiên Phật tổ đến đây đi. Đúng rồi đó. Không cần hoảng sợ, nhưng mà cũng phải mau đi mời ông ấy đến hàng yêu ma. Ngọc Đế, ngài đừng sốt ruột, không cần phải hoảng sợ. Đến rồi. Làm phiền đến Phật tổ nữa rồi. Mọi người hãy tránh ra, để ta tới hỏi hắn mấy câu. Hầu Nhi, lại đây. Bồ Tát như ông sao lại đến giúp đỡ lão ta? Lẽ nào không sợ cây gậy dư ý của lão tôn sao? Ta không đến đây để cứu giúp, ta đến là để khuyên can. Ông đến để khuyên can, vậy sao lão tôn phải nghe lời của ông khuyên can chứ? Ta là Như Lai, người có biết không? Biết chưa? Thì ra là Như Lai lão tổ. Ông không lo ở Tây Thiên mà giảng kinh, lại lo chuyện bao đồng gì đây chứ? Lẽ nào không sợ lão tôn ta nổi cơn tam bành, làm loạn Tây Thiên của ông luôn sao? Giết nó đi. Mọi người đều nói con khỉ nhà ngươi rất ngông cuồng, quả nhiên không sai. Sao ngươi lại như vậy hả? Chuyện này thì ông phải biết chứ. Ta nói cho ông biết, lão tôn ta là do thiên địa sinh thành, pháp lực quảng đại. Lão Ngọc Đế kia ngu xuẩn vô đạo, thưởng phạt bất minh. Kẻ nào mạnh thì được tôn lên, kêu lão nhường ngôi đi. Ngươi chẳng qua chỉ là một con khỉ thành tinh, sao dám tham lam muốn đoạt lấy ngôi vị của Ngọc Đế chứ? Bây giờ phải làm sao đi? Ngọc Đế từ nhỏ đã tu hành vất vả khổ luyện qua 1750 kiếp,
mỗi kiếp 20 vạn 9.600 năm. Người tính xem ông ấy tu hành bao lâu mới có thể hưởng thụ vô cực đại đạo. Ngươi chỉ mới là một con khỉ học làm người, sao lại dám lớn tiếng như vậy? Còn chưa muộn, hãy mau quy y, đừng nói năng hàm hồ. Đừng nói năng hàm hồ. Cho dù ông ta tu luyện nhiều năm cũng không nên độc vị quá lâu. Có câu nói, hoàng đế lần lượt lên ngôi, sang năm đến nhà chúng ta. Ông đến đúng lúc lắm, đã có Phật tổ đứng ra làm chủ chuyện này rồi. Mau kêu lão Ngọc Đế cuốn gói nhường ngôi. Lão ta làm Ngọc Đế nhiều năm như vậy rồi, thiên đình này đã đến lúc đổi chủ nhân mới. Cho nên đến lượt Tề Thiên Đại Thánh ta đây thượng triều làm hoàng đế rồi. Ông nói thử xem, Phật tổ Như Lai. Đây cũng là một chủ ý hay. Vẫn là Phật tổ Như Lai hiểu lý lẽ, không giống như lão Ngọc Đế lòng dạ hẹp hòi. Chủ ý thì hay đó, nhưng chỉ sợ Ngọc Đế không phục thì sao? Người ta sẽ nói, cái con khỉ này có tài có đức gì mà có thể làm Ngọc Đế thiên đình chứ? Ngươi nói cho ta nghe, ngươi có thủ đoạn gì? Nếu như ta không nói thì ông cũng không biết. Thủ đoạn của lão tôn ta thì nhiều vô kể. Lắng tai mà nghe ta nói đây. Lão tôn ta biết 72 phép biến hóa, lại trường sinh bất lão vạn kiếp. Ta còn biết cưỡi cân đẩu dân nhảy một bước 18.000 dặm. Sao ta không thể làm chủ thiên đình được chứ? Làm được, làm được. Xem ra khả năng của ngươi thật sự không nhỏ. Hầu nhi, chi bằng ngươi và ta đánh cược một ván. Nếu như ngươi thắng được ta thì lên làm đế vương thiên đình rồi, thì thần dân lớn bé trong trời đất này có ai mà không phục ngươi chứ? Ông nói cũng có lý lắm đó, nhưng mà không biết ông muốn cược với ta cái gì đây? Hầu nhi, nếu như ngươi có thể cưỡi cân đẩu dân bay ra khỏi bàn tay phải của ta thì coi như ngươi thắng. Lúc đó ta sẽ mời Ngọc Đế đến Tây Phương ở, nhường thiên cung lại cho ngươi. Nếu như ngươi thua, ngươi phải xuống hạ giới làm yêu quái, tu thêm vài kiếp nữa, rồi sau đó đến đây tranh giành tiếp. Nếu đã như vậy rồi, ông nói được phải làm được chứ. Làm được, làm được. Nhớ giữ lời đó nghe. Nè Ngọc Đế, đây là lời Phật tổ nói, nhớ lấy, nhớ lấy. Vậy lão tôn ta đi đây, đợi ta quay về rồi chuẩn bị nhường ngôi đi. Bay đã lâu như vậy rồi, có khi đã đến chân trời rồi cũng nên. Lần này quay về linh tiêu nhất định để ta ngồi. Mà khoan, ta phải để lại vài ký hiệu để phòng lão Như Lai lại nuốt lời. Đúng rồi, đúng rồi. Nếu như không tin, kêu lão ta cứ ngửi thử xem. Như Lai, ta đã bay đến tận chân trời. Ông còn không mau mau kêu lão Ngọc Đế đó nhường thiên cung lại cho lão tôn ta, nhanh đi. Cái con khỉ tiểu bậy kia, ngươi đã ra khỏi lòng bàn tay của ta chưa? Ai tiểu bậy chứ, làm sao ta chưa rời khỏi bàn tay của ông? Để ta nói cho ông biết, ta đã đến chân trời góc bể. Ta cũng đã nhìn thấy 5 cái cột trụ màu đỏ.
hít thở không khí trong lành. Ta còn để lại ký hiệu ở đó nữa kìa. Nếu như ông không tin, ông có thể đi cùng lão Tôn đến đó để xem. Đi thôi. Ký hiệu? Cái ký hiệu bốc mùi đó của ngươi còn dám để cho người khác coi sao? Không cần phải đi, ngươi hãy tự cúi xuống mà coi đi. Hả? Coi cái gì chứ? Ông nói coi cái gì? Có cái gì đáng coi hả? Không thể nào. Không thể nào. Sao lại có thể như vậy được? Rõ ràng ta đã viết chữ lên cái cột trời kia. Sao lại có thể ở trên ngón tay của ông được chứ? Không lẽ ông ta có phép thuật tiên tri? Ta không tin. Ta quyết không tin. Ông đợi ta quay về đó. Phật tổ, đừng mà. Đừng mà. Phật tổ. Hay lắm. Ngươi hãy giáng lên đỉnh núi đi. Dạ. Tôn giả, con khỉ bị núi đè kia không thể động đậy được, lâu ngày không được nước uống và thức ăn, chỉ sợ nguy hiểm tới tính mạng. Bái kiến Phật tổ. Con yêu hầu này bị giam dưới núi Ngũ Hành. Khi đói thì đem quả dại đến cho ăn, khi khát thì đem nước suối cho uống. Đợi đến khi chịu hết kiếp nạn, tự khắc sẽ có người đến cứu nó ra. Tuân mệnh. Ta chịu thua rồi. Nhưng mà ông cũng không thể giam ta ở dưới núi Ngũ Hành này được đâu. Ta có pháp nhất tạng, bàn về trời, luận nhất tạng, nói về đất, kinh nhất tạng, độ ma. Tam tạng có tất cả 35 bộ, gồm 1140 quyển. Đều là tu chân kinh, chính thiện chi môn. Đạo Phật từ bi, nếu có thể mang tam tạng kinh tặng cho Nam Thiên Bộ Châu, thì đúng là việc rất tốt. Ta muốn ban bộ tam tạng kinh tặng cho Đông Thổ, chỉ lo chúng sinh nơi đó không hiểu được ý nghĩa của Phật môn. Vì Bồ Tát nào có lòng từ bi đi Đông Thổ tìm một kẻ thiện tâm, dạy dỗ hắn vượt qua ngàn núi vạn sông, đến chỗ của ta mang chân kinh về mà truyền lại cho Đông Thổ, không có người nào khác có thể đi được, mà nhất định phải là Quan Âm Tôn giả, thần thông quảng đại, từ bi vô hạn, có trăm ngàn vạn hóa, lắng nghe tiếng kêu cứu khổ thì mới đi được. Ta có ba dòng kim khẩn cấm, có thể giúp ngươi thu phục yêu ma. Đệ tử kính lệnh. Đệ tử sẽ đi đến Đông Thổ. Sư phụ, Hoàng đế Đại Đường ở Nam Thiên Bộ Châu đã tự âm tạo địa phủ quay về rồi, đã biết được lợi hại của luật nhân quả, lại được Bồ Tát cứu độ.
không còn dám phỉ báng Phật pháp. Bây giờ đã mời được cao tăng Trần Quyền Trang ở Quá Sinh Tự đến giảng đạo, bắt đầu từ ngày 13 tháng 9 tổ chức đại hội Thủy Lục 77-49 ngày. Trần Quyền Trang chính là vị của nhân đó. Sư phụ và mấy quen biết nhau sao? Tuy là người quen cũ nhưng hắn lại không biết. Hắn vốn dĩ là nhị đệ tử Kim Thiền trước đây của Như Lai, vì phạm lỗi mà bị phạt xuống trần gian. Người đưa hắn đi đầu thai chính là Bổn Tọa. Thì ra hắn chính là người đi lấy kinh. Pháp sư, Bồ Tát, Bồ Tát, Bồ Tát. Bệ hạ, mời bệ hạ đứng dậy. Đức Phật từ bi cứu vớt chúng sinh từ trong cơn biển lửa. Đứng trước Phật pháp, thế gian chỉ là một hạt bụi trần. Bệ hạ đã giác ngộ như vậy, A Di Đà Phật. Mời pháp sư đứng dậy. Bắn áo cà sa tích trượng, cà sa 5.000 tích trượng 2.000. Bên ngoài sao ầm ĩ vậy? Hồi bẩm hoàng thượng, bên ngoài có hai hòa thượng đang rao bán đồ. Bọn họ bán cái gì? Bán cà sa và tích trượng. Bệ hạ, hay là đi xem thử. Nào, mời đến đây xem, mời đến đây xem. À, mặc áo cà sa của ta vào sẽ không rơi vào dòng trầm luân, cầm cây tích trượng này sẽ không xuống địa ngục. Đồ cũ như vậy sao có thể bán chứ? Nè, hòa thượng bán cà sa kia, người bán với giá bao nhiêu vậy? À, áo cà sa này là 5.000 lượng, còn tích trượng này 2.000 lượng thôi. Nếu đã đắt giá như vậy thì nó có điểm gì tốt? Áo cà sa này có điểm tốt, có điểm không tốt. Có thể phải trả tiền, cũng có thể không. Vậy thì điểm nào tốt, còn điểm nào không tốt? Mặc áo cà sa của ta vào sẽ không vướng phải bụi trần, hoan hỷ cùng thần tăng trên núi ngọc. Có bảo bối để bán này, bảo bối không mắc, cà sa 5.000 lượng, tích trượng 2.000 lượng. Nếu đã có duyên như vậy thì bần tăng xin được mua. Hòa thượng, vì đã có duyên như vậy, ta xin được đem áo cà sa và tích trượng này tặng cho người đó. Xảy ra chuyện gì? Đúng là phát hào quang, ánh hào quang chói sáng. Nhưng cái Bồ Tát hiển linh. Sao lại như vậy? Thật không thể tin nổi. Bồ Tát hiển linh. Là Bồ Tát. Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát, còn kia là sứ giả Quỷ Ngạn. Bệ hạ, người mau quỳ xuống. Đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, Quan Thế Âm Bồ Tát trên cao, xin nhận một lạy của đệ tử Quyền Trang. Lễ thượng Đại Đường Quân, Tây Phương Hữu Diệu Văn, cách đây 10 vạn 8.000 dặm, Đại Thừa ân cần tiếp.
đưa kinh hồi thượng quốc, năng chiêu quỷ xuất quần. Nếu như đồng ý đi, có thể thành chánh quả. Là đi thỉnh kinh đó. Người mau coi đi, tuyết rơi bao điềm lành, bầu trời hào quang sáng rực rỡ. Đây là Phật tổ phù hộ cho đại đường chúng ta ngàn thu muôn đời rực rỡ. Ta muốn tìm người đi đến đại thừa lấy kinh, trùng tu thiện quả. Ai muốn tuân theo ý chỉ của trẫm, đến đại thiên bái Phật cầu kinh. Bần tắc bất tài, nguyện thay hoàng thượng đi thỉnh chân kinh. Sư phụ, nơi có ánh sáng phát ra đằng kia chính là Ngũ Hành Sơn. Ở trên đó có dáng bùa của Như Lai. Có con khỉ đã từng đại náo thiên cung bị đè dưới núi này. Dạ đúng vậy. Thấm thoát trôi qua, đến nay cũng đã 500 năm rồi. Đại Thánh có còn nhận ra ta không? Sao ta lại không nhận ra người chứ? Người chính là Nam Hải Phổ Đà Lạt Gia Gia Sơn Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Cảm tạ người đã đến thăm. Bồ Tát, ta ở đây một ngày như một năm, lại không có ai quen biết tới thăm ta hết. Bồ Tát, người từ đâu tới vậy? Ta tuân lời Phật Tổ đến Đông Thổ tìm người đi Tây Thiên thỉnh kinh. Đi ngang qua đây, cố ý dừng bước đến thăm người đó. Đa tạ, có tình nghĩa. Lão Tôn biết ngay mà người là vị Bồ Tát có tình nghĩa. Bồ Tát à, người thấy đó, Như Lai đã lừa ta, giam ta dưới núi này đã 500 năm rồi. 500 năm rồi, không thể kéo dài hơn nữa. Bồ Tát à, cầu mong Bồ Tát hãy rủ lòng thương, cứu Lão Tôn này đi. Nhà ngươi tội lỗi nghiêm trọng, cứu ngươi ra rồi sợ ngươi lại đi gây họa, vậy thì không hay. Không có đâu. Bồ Tát, ta đã biết lỗi rồi. Chỉ mong Bồ Tát cho ta một con đường, ta tình nguyện tu hành. Thánh Kinh viết, nói lời thiện dù vạn dặm xa đều được đáp ứng, nói lời không thiện thì dù có vạn dặm xa cũng sẽ bị báo ứng. Ngươi đã có tâm can như vậy, ta sẽ chỉ đường cho ngươi đến gặp người, đi Tây Thiên Đông Thổ Đại Đường lấy kinh để người đó cứu ngươi. Ngươi có thể làm đồ đệ của người đó, giữ vững đạo hạnh, gia nhập Phật môn, tu thành chánh quả. Ngươi thấy thế nào? Bồ Tát, ta nguyện đi, ta nguyện sẽ đi mà. Tốt lắm. Con khỉ nhà ngươi vì muốn được ra ngoài nên cái gì cũng đều đồng ý cả. Bồ Tát, người đừng đi. Ta bị Như Lai đè dưới núi đã 500 năm rồi, đã biết núi cao có núi cao hơn, người giỏi có người giỏi hơn. Ta thật tâm nguyện phò tá người đi lấy kinh đó. Hãy thả ta ra đi. Nhanh lên, phía sau đi nhanh lên. Nếu pháp sư đã không quản đường xá xa xôi, trèo đèo lội suối lấy chân kinh về cho đại đường ta, trẫm cùng với ngài kết tình huynh đệ.
Mau lên, bám sát vào. Đi. Đây. Ngự đệ, thà yêu một nắm đất quê hương còn hơn mê vạn lượng nơi đất khách. Tạ Dương huynh. Đi nhanh lên. Dừng! Dừng lại! Hả? Sư phụ! Trời đã tối rồi, chúng ta nghỉ ngơi ở đây đi. Được, nghỉ ngơi thôi. Dạ, chúng ta ở lại đây nấu nghỉ cơm thôi. Hôm nay sẽ nghỉ tại đây. Dỡ đồ xuống đây. Dỡ đồ xuống đây. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Xanh nước đi. Nhanh lên, nhanh lên. Qua, qua. Bên này nữa nè. Mau lên, mau lên. Tắm đi, tắm đi, tắm đi. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh tay lên. Lấy thêm nước nha. Ôi à, mỏi chân quá. Hôm nay cho mọi người ăn bữa no nè. Nè. Mau lên. Thêm nước qua đây đi. Cẩn thận lên. Nè, 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 nè. Cẩn thận. Nhanh lên, nhanh lên. Rồi, rồi, tới, tới liền, tới liền. Nhóm lửa, nhóm lửa. Nè, qua bên kia đi. Nhanh lên, nhanh lên. Chúng ta đang ở chỗ nào vậy? Phụ tay đi. Khiêng đồ xuống. Đây, nhanh, nhanh. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên đi. Đúng rồi, đúng rồi. Sư phụ, đi tiếp về hướng Tây sẽ ra khỏi biên giới đại đường ta. Sư phụ, chúng ta đã đi rất xa rồi. Càng đi về hướng Tây thì càng cách xa đại đường của ta. Lần này đi, núi cao sông dài, lộ trình gian nan, vất vả cho các vị rồi. Sư phụ sao lại nói vậy? Chúng tôi có thể đi tới Tây Thiên cùng sư phụ là vinh hạnh của chúng tôi, có đúng không? Đúng đó, đúng đó, đúng vậy rồi, phải rồi. A Di Đà Phật. Nha, làm gì đi, tiếp tục làm gì. Nhanh tay lên. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh tay lên. Rồi rồi, biết rồi. Bên này, bên đây, bên này nè. Nhanh lên. Chặt cây đi, chặt cây đi, đúng rồi. Giáo pháp Đại Thừa nằm ở Đại Tây Thiên nước Thiên Trúc, Đại Lôi Âm Tự, chỗ của Phật Tổ Như Lai. Quyền trang này dù có phải mất mạng cũng phải thỉnh cho được chân kinh về đại đường, cứu vớt lê dân ba tánh. A Di Đà Phật. Kiểm tra đồ là cẩn thận nha, chừng mất đó. Sư phụ uống nước đi. Vất vả rồi. Dạ. Sao tôi đen vậy? Sao kỳ vậy? Phải đó, người sao? Hả? Không biết gì vậy? Sao lại vậy chứ? Có chuyện gì vậy? Trời, tối đen kìa. Nè, có chuyện gì? Làm sao vậy? Đúng sao đó? Có hụ, có kìa, có kìa. Nhìn kìa. Nhìn kìa, không biết chuyện gì xảy ra nữa. Có đến luôn. Có đen rồi. Cẩn thận nha. Gì vậy? Cái gì vậy? Ôi,
Con gì vậy? Cẩn thận. Mọi người phải cẩn thận đó. Mọi người phải cẩn thận. Nhanh lên, nhanh lên. Cẩn thận. Ghê quá. Chạy đi, chạy đi. Con chạy đi. A-di-đà Phật, cuối cùng sư phụ cũng tỉnh rồi. Ta đang ở đâu vậy? Ta chết rồi sao? Sư phụ từ đâu đến, đang đi đâu? Ta là ngự đệ của Đại Đường, đi tới Tây Thiên để thỉnh chân kinh. Lão Ba Bá, đây là nơi nào vậy? Sao lại nguy hiểm tới như vậy chứ? Núi Sông Xoa này là sào huyệt của Hổ Lang. Thứ các vị gặp không phải là cường đạo, mà là ma cây quỷ núi, quái thú sói lang. Tiểu sư phụ, phía trước còn nguy hiểm hơn nữa. Người còn dám đi Tây Thiên nữa không? Bần tăng đã phát lời nguyện, nhất định phải đến Tây Thiên để thỉnh kinh. Ma quỷ phía trước còn lợi hại hơn bọn ở đây gấp trăm ngàn lần. Ngài đơn thân độc mã, sợ là khó đến được Tây Thiên, chi bằng quay về đi. Đã tại ý tốt của lão, bần tăng và ngụy thác của hoàng đế Đại Đường cũng là vì trăm họ của Đại Đường mới đi thỉnh chân kinh. Dù có thịt nát xương tan thì cũng phải thỉnh được chân kinh. Lão Bá, nếu như thương bần tăng, xin hãy chỉ rõ đường đi thoát khỏi sao quỷ khổ lang này. Thấy ngài không phải là người ngu muội, bây giờ quay đầu lại vẫn còn kịp. Đệ tử Quyền Trang không đến được Thiên Trúc, quyết không quay đầu. Tiểu sư phụ, Tây Thiên gian nan, quay đầu thì tốt hơn. Đệ tử Quyền Trang không đến được Thiên Trúc, quyết không quay đầu. A Di Đà Phật. Đường Quyền Trang, đường đi phía trước tự khắc có người bái ngươi làm thầy, bảo vệ ngươi đi Tây Thiên thỉnh kinh. Okay.